Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lần đầu tiên phát cảnh báo thiên tai cấp 4 ở miền Trung do mưa lớn. Ngắm 5.000 người mặc áo bà ba áo dài diễu hành tại Cần Thơ. Lần đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa đuối nước tại Đức. Cảnh giác trước thủ đoạn đánh tráo điện thoại mô hình lấy điện thoại thật Thưa quý vị, trước tình hình mưa đặc biệt lớn và diễn biến phức tạp trong hai ngày qua tại các tỉnh miền Trung, cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam hôm nay đã nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4, tức là cấp cao nhất đối với hai tỉnh Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Công tác tiếp cận đưa người dân tại các khu vực ảnh hưởng sơ tán cũng đang được tiến hành khi dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Chỉ tính riêng từ 7 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay, khu vực miền Trung đã có nhiều nơi mưa trên 250 mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, Hòa Phú, Hòa Phong, Đà Nẵng, Núi Thành, Quảng Nam. Đến sáng nay, tình hình mưa ngập tại thành phố Đà Nẵng vẫn rất phức tạp, dù nước không lên nhanh như đợt lụt cách đây một năm, nhưng đã gây ngập các khu vực trũng thấp thuộc các quận Liên Triểu, Thanh Khê và huyện Hòa Vang, khiến công tác di rời người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng và người dân của thành phố Đà Nẵng đã tập trung lực lượng hỗ trợ đưa đồ đạc lên cao, sơ tán người già trẻ em ở các vùng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh sinh viên nghỉ học. Lãnh đạo thành phố đã trực tiếp chỉ đạo công tác sơ tán, đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân. Cũng theo dự báo, từ hôm nay đến sáng 16 tháng 10, khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 400 mm. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam dự báo đón lượng mưa 300 đến 500 mm, có nơi trên 800 mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Lúc 16 giờ ngày hôm qua, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã nhận được thông tin tàu TH90929TS do ông Lê Xuân Dũng, thường trú tại tỉnh Thanh Hóa làm chủ đã gặp nạn. Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng, điều động tàu SIR412 lên đường cứu nạn. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá cứu nạn ngư dân, lai dắt tàu cá khỏi khu vực nguy hiểm và đưa tàu cá cùng toàn bộ 14 ngư dân về đến Đà Nẵng an toàn vào đêm qua. Cũng do ảnh hưởng của mưa lũ, một người ở Thừa Thiên Huế và một người ở Hà Tĩnh đã bị lũ cuốn tử vong. Thưa quý vị, chuyển sang các thông tin khác. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo cấm xe lưu thông vào một số tuyến đường ở quận 1 vào ngày Chủ nhật 15 tháng 10 để phục vụ chương trình đồng diễn thể dục aerobic mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Cụ thể, việc cấm xe ở một số tuyến đường trung tâm bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày Chủ nhật 15 tháng 10 các đoạn đường bị cấm gồm đường đồng khởi đoạn từ đường lê thánh tôn đến đường nguyễn thiệp đường công trường lam sơn hai bên nhà hát thành phố đoạn từ đường hai bà trưng đến đường đồng khởi đường lê lợi đoạn từ đường nguyễn huệ đến đường đồng khởi sở giao thông vận tải cũng công bố lộ trình lưu thông thay thế chương trình đồng diễn thể dục aerobic chào mừng ngày phụ nữ việt nam sẽ diễn ra tại khu vực trước nhà hát thành phố Sáng nay hơn 5.000 người trong trang phục áo bà ba áo dài đã diễu hành bên bờ sông Hậu thành phố Cần Thơ trong khuôn khổ lễ hội áo bà ba áo dài có chủ đề Duyên dáng phương Nam. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được địa phương tổ chức với số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay. Những người tham gia đã xuất hiện duyên dáng trong áo bà ba, áo dài, kết hợp nón lá, khăn rằn, diễu hành về sân chính lễ hội Tại đây sau đó đã diễn ra chương trình nghệ thuật giới thiệu nét đẹp và tôn vinh giá trị di sản của hai tà áo truyền thống qua phần trình diễn của hơn 500 nghệ sĩ và vũ công. Tinh thần hưởng ứng lễ hội đã lan tỏa từ các cơ quan, đơn vị, trường học đến các địa phương trên địa bàn thành phố. Ai cũng chọn cho mình chiếc áo bà ba hay áo dài đẹp nhất để tham gia sự kiện. Em rất là vui và tự hào khi được mang cho mình chiếc áo bà ba để lan tỏa nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam người tham gia lẫn người xem đều thỏa mãn vì có dịp nhìn ngắm vẻ đẹp của trang phục truyền thống cũng như hòa mình vào không khí vui tươi rộn ràng của ngày hội. Sáng nay, lễ hội KT năm 2023 của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tại tỉnh Bình Thuận đã chính thức được khai mạc tại tháp Posa Inu, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia phần quan trọng nhất, lễ thỉnh rước kiệu trang phục nữ thần Poseidon diễn ra nghiêm trang. Bên ngôi tháp Poseidon cổ kính, những chàng trai, cô gái người Trăm nhịp nhàng múa điệu múa dân tộc uyển chuyển, tiếp nối với những nghi thức truyền thống như mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga Yoni, lễ mặc trang phục và cúng mừng KT trước tháp chính. Lễ hội KT là lễ hội dân gian có từ lâu đời và đặc sắc nhất của người Trăm theo đạo Bà La Môn ở tỉnh Bình Thuận, là di sản văn hóa của đồng bào Trăm, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các vị thần linh, ông bà, tổ tiên cùng khát vọng của cộng đồng cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thưa quý vị, qua ba tập phát sóng, bộ phim Dâu Bể Mùa Xưa mở mang cho khung viên Việt đặc sắc trên kênh HTV7 đang đón nhận những tín hiệu tích cực từ phía khán giả. Đây cũng là bộ phim đầu tay của đạo diễn Huỳnh Long Trung Nghĩa với góc nhìn nhiều yêu thương dành cho các nhân vật trong phim. Với Dâu Bể Mùa Xưa, đạo diễn Trung Nghĩa gợi mở những ân oán tình thù giữa hai thế hệ với nhiều bước ngoặt bất ngờ nhưng vẫn không thiếu chất lãng mạn, trữ tình, lôi cuốn người xem thì cái vở kịch đầu tiên nghĩa đóng là vở lá sầu riêng. thì khi nghĩa đọc tâm tắc của dâu bể mùa xưa, một cái ký ức của nghĩa về cái lá sầu riêng nó chạy về, thôi thúc nghĩa để làm sao hoàn thành bộ phim này một cách tốt nhất. trong dâu bể mùa xưa, các nhân vật tuy muốn sống trọn tình chọn nghĩa nhưng lại vướng phải những ngang trái của cuộc đời. hành trình tìm đến kết thiện sẽ mang đến nhiều suy ngẫm cho người xem. Diễn biến của dâu bể mùa xưa sẽ tiếp tục vào lúc 19h30 phút các tối thứ hai ba tư hàng tuần trên kênh HTV7. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Báo sư tử Bạch Tạng quý hiếm chào đời ở vườn thú tại Nicaragua. Công tác khôi phục sau động đất giúp hồi sinh các kỹ năng thủ công truyền thống ở Nepal. quý vị, lần đầu tiên tại Đức, một bể bơi ở thị trấn Bad Homburg đã triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với các nhân viên cứu hộ để nâng cao biện pháp an toàn và ngăn ngừa tai nạn đuối nước. Hệ thống đột phá có tên là Swim AI này được một công ty Thụy Sĩ lắp đặt vào tháng 5. Swim AI sử dụng camera dưới nước và một hệ thống AI thích ứng để phát hiện và ngăn chặn các vụ đuối nước. Sau 300 lần thử nghiệm thành công, hệ thống đã được sử dụng mỗi ngày từ tháng 9 qua hệ thống gồm 7 camera dưới nước. Hình ảnh được tập trung về một phòng điều khiển, nơi AI theo dõi chặt chẽ tất cả chuyển động của con người. Khi hệ thống nhận ra bất kỳ chuyển động không tự nhiên nào, nó sẽ cảnh báo nhân viên cứu hộ và ghi nhận toàn bộ sự việc. Nhân viên cứu hộ khi đó có thể kiểm tra trên màn hình vị trí chính xác của nạn nhân, đánh giá tình hình và bắt đầu cứu hộ. Swim ai là mắt dưới nước của chúng tôi, còn chúng tôi là mắt ở trên mặt nước. Mặc dù camera ghi hình liên tục nhưng nó chỉ lưu lại đoạn video trong trường hợp có cảnh báo, qua đó giải quyết vấn đề bảo mật dữ liệu. Việc ứng dụng hệ thống này cho thấy tiềm năng của AI trong việc bổ sung các biện pháp an toàn nhằm ngăn ngừa tai nạn ở môi trường nước. Một chú báo sư tử Bạch Tạng đã chào đời tại vườn thú Thomas Bell ở Huiganpa, miền trung Nicaragua. Chú mèo một tháng tuổi quý hiếm này được cho là chú báo sư tử Bạch Tạng đầu tiên tại quốc gia này được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt. Bộ lông của báo sư tử thông thường khi mới sinh ra có màu nâu nhạt hoặc hơi đỏ với những đốm đen. Đột biến gen gây ra sắc tố trắng là rất hiếm ở loài này, hầu như chưa có trường hợp tương tự nào được ghi nhận trên thế giới. Nó đã được hơn 30 ngày tuổi, nó khỏe mạnh với thể trạng tốt. Con vật này là một cá thể bạch tạng vì lông hoàn toàn màu trắng và không có bất kỳ màu nào khác. Những ngày đầu báo sư tử bạch tạng cần được chăm sóc nhiều và dễ bị tổn thương dưới ánh nắng. Đội ngũ trông coi vườn thú tránh tiếp xúc với chú báo sư tử Bạch Tạng khi nó đang lớn lên cùng với mẹ của mình trong một cái hang dựng trong khu rào trắng. Cha của nó đang bị nhốt trong một cái chuồng riêng vì báo sư tử đực có thói quen giết con non. Hiện, khách tham quan cũng chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chú. Báo sư tử là loài thú họ mèo lớn thứ nhì ở châu Mỹ sau báo đốm và lớn thứ tư trên thế giới sau cọp và sư tử. Năm 2015, Nepal đã hứng chịu trận động đất 7,8 độ, khiến hàng ngàn người thiệt mạng, biến nhiều di tích hàng trăm năm tuổi thành đống đổ nát. Thế nhưng công cuộc khôi phục khổng lồ nơi đây đã giúp kích thích sự hồi sinh của các kỹ năng thủ công truyền thống, vốn từng lụi tàn trong một thời gian dài. Thợ mộc Dinesh Tamang là một trong hàng trăm thợ thủ công, đã học được một nghề mới. Anh có cơ hội làm việc trong các dự án tái thiết, xây dựng lại những đền chùa và nhà cửa bị hư hại. Thiên tai năm đó cũng phá hủy hàng trăm di tích và cung điện hoàng gia, bao gồm cả những địa điểm là di sản thế giới được UNESCO công nhận ở thung lũng Kathmandu. Nhu cầu xây dựng lại thúc đẩy nhu cầu về lao động thành thạo các kỹ thuật kiến trúc truyền thống như điều khắc đá hay chế tắc gỗ và kim loại phức tạp. Những nghề thủ công này vốn được truyền qua các thế hệ tộc người Newa, nhưng nhiều người đã chọn nghề khác khiến chúng dần lụi tàn. Chính phủ Nepal đã rót hơn 45 tỷ đô la Mỹ để khôi phục các di sản với nhiều dự án bổ sung được tài trợ từ một số quốc gia giúp những ngành nghề kể trên thêm bền vững. Trường nghề Nepal cho biết đã đào tạo kỹ năng truyền thống cho hàng trăm người kể từ sau trận động đất. Đến nay khoảng 80% trong số 920 cấu trúc di sản từng bị san phẳng hay hư hại đã được xây dựng lại. Bảo tàng Youth V&A tại Luân Đôn Anh đang tổ chức một cuộc triển lãm với chủ đề xoay quanh đất nước Nhật Bản. Khách tham quan có thể tìm hiểu xem phong cảnh và văn hóa dân gian ảnh hưởng thế nào đến nghệ thuật, công nghệ và thiết kế của xứ sở mặt trời mọc. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng thế giới của Nhật Bản, bức Sống lừng ngoài khơi Kanagawa của tác giả Katsushika Hokusai. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Hokusai là một trong những người đầu tiên sử dụng chữ manga. Manga được ghép từ hai từ trong tiếng Nhật, man có nghĩa là hài hước, thú vị, còn ga có nghĩa là hình ảnh. Ngoài manga và anime, khách tham quan còn được khám phá trang phục kimono hay nghệ thuật xếp giấy origami. Triển lãm này là sự giao thoa giữa nghệ thuật, thiết kế và công nghệ. Sự vui nhộn và sáng tạo được đưa vào văn hóa Nhật Bản như thế nào? Hay phong cảnh và các câu chuyện của Nhật Bản đã truyền cảm hứng để tạo ra những hình ảnh nổi tiếng như Hello Kitty chẳng hạn? Triển lãm trưng bày tổng cộng 150 tác phẩm nghệ thuật và đồ vật sẽ diễn ra đến tháng 9 năm sau. Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Young V&A, một chi nhánh vừa được khai trương của Bảo tàng Victoria và Albert. Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Anh Dave Stewart sắp trở lại với chương trình ca nhạc mới, tái hiện những ca khúc của Aris Mix, nhóm nhạc cũ của ông. Và đây là lần đầu tiên sau 24 năm các ca khúc kinh điển của Aris Mix mới được trình diễn trở lại trước công chúng. sự kiện âm nhạc mang tên sách nhạc của Mix tour lưu diễn kỷ niệm 40 năm phát hành ca khúc Sweet Dreams. Toàn bộ ca sĩ và nhạc công đều là nữ. Năm 2019, khi dàn dựng cho lễ hội Meltdown ở London, bạn tôi có gợi ý tôi chơi lại các bản nhạc của Mix, nhưng với sự góp giọng của những nghệ sĩ khách mời, tôi đã đồng ý và dàn dựng thêm phần hiệu ứng hình ảnh. Phản ứng của khán giả rất tốt, nên tôi nghĩ tôi sẽ làm chương trình của riêng mình ông Stewart cho biết đã mời bà Annie Lennox, giọng ca chính của Eurythmics, tham gia buổi diễn, nhưng bà từ chối vì đã mệt mỏi với những lịch trình biểu diễn dày đặc. Tuy nhiên, Stewart cho rằng vì bà Lennox không thể tham gia, nên các nghệ sĩ mới có thể mang lại những trải nghiệm mới lạ cho người nghe. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông, xử lý hai đối tượng tạt máu heo vào nhà dân để đòi nợ. hai tàu cá bị cháy rụi ở bến neo đậu lúc nửa đêm ở Quảng Ngãi. Thưa quý vị, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang điều tra xác minh vụ việc một người đàn ông tự thiêu chết vào sáng nay, nghi do mâu thuẫn tình cảm. Người dân cho biết vụ việc xảy ra tại một quầy thuốc Tây trên địa bàn xã Phú Lộc, Nạn nhân sau đó được xác định là ông HVC, 50 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa. Được biết khoảng một năm trở lại đây, ông C và bà N, 54 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây bà N có ý định chấm dứt mối quan hệ này nhưng ông không đồng ý. Sáng nay bà N đi tập thể dục về thì ông C đi theo nói chuyện. Sau đó ông này bất ngờ kéo bà N vào nhà rồi đổ xăng lên người cả hai để châm lửa đốt. Bà N vùng chạy ra ngoài nên may mắn thoát nạn. Cũng tại Đồng Nai, một đối tượng vừa bị công an huyện Thống Nhất bắt quả tang và tạm giữ để điều tra về hành vi buôn bán pháo nổ. Theo đó, hôm qua, công an huyện Thống Nhất đã bắt quả tang Trần Đăng Toản, 40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, đang điều khiển xe máy chở 30 hộp hình vuông có ghi chữ nước ngoài, nghi là pháo nổ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toản tại xã Hưng Thịnh, cơ quan công an thu giữ thêm 17 hộp pháo, tổng trọng lượng pháo thu giữ là hơn 100 kg. Bước đầu, Toản khai nhận mua số pháo trên qua mạng xã hội, đang mang đi bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại xã Gia Tân Ba để kiếm lời, thì bị bắt. Hiện, cơ quan công an đang điều tra mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng. Đòi nợ bất thành, một đối tượng đã thuê người khác tặng máu heo vào nhà con nợ gây áp lực. Hôm nay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đặng Quang Huy, ngụ thành phố Thủ Đức và Nguyễn Trung Quốc Thắng, ngụ quận Bình Thạnh về hành vi ném chất bẩn vào nhà ở người khác. Trước đó, Huy có cho anh T vay 2,7 tỷ đồng với lãi suất từ 4 đến 5% một tháng. Đến tháng 4 năm nay, anh T ngừng trả tiền gốc và lãi, đồng thời tránh không gặp Huy. Để đòi nợ, Huy thuê Thắng tạt máu heo vào nhà anh T để gây áp lực. Mỗi lần xong sẽ trả công cho Thắng 200.000 đồng. Đến ngày 10 tháng 10, Huy tiếp tục nhờ Thắng và nhân viên đến nhà anh T thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Làm việc với công an, Huy và Thắng đã khai nhận hành vi của mình. Ngoài ra, qua test nhanh, lực lượng chức năng còn phát hiện Thắng dương tính với chất ma túy. Ngoài xử phạt hành chính, công an còn buộc Huy và Thắng chùi rửa những vết bẩn đã tạc vào nhà của nạn nhân. Giả vờ làm khách mua hàng rồi đánh tráo điện thoại mô hình lấy điện thoại thật ở một cửa hàng điện thoại ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thủ đoạn diễn ra chỉ trong 20 giây nói trên của một người đàn ông đã bị camera an ninh ghi lại. Theo anh Nguyễn Văn Dầu, chủ cửa hàng, vụ việc xảy ra hôm 12 tháng 10, khi đó một người đàn ông đeo khẩu trang, mang túi giải, đến hỏi mua điện thoại iPhone 14 Pro Max 128 GB màu đen. Khi nhân viên đưa điện thoại ra thì đối tượng yêu cầu tư vấn về phụ kiện. Lúc nhân viên đang lấy phụ kiện thì đối tượng trên đã nhanh tay lấy một chiếc hộp cất trong túi giải để lên bàn, đánh tráo để lấy chiếc điện thoại. Sau đó người này có động tác nghe điện thoại rời khỏi hiện trường. Đến khi kiểm tra kỹ thì cửa hàng mới phát hiện đây là điện thoại mô hình giá khoảng 200.000 đồng. Nạn nhân đã trình báo công an. Khoảng 3 giờ sáng nay, một đám cháy bất ngờ bùng phát đã thiêu rụi hai tàu cá của cùng một ngư dân đang neo đậu trên sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 3 giờ sáng nay tại khu neo đậu tàu thuyền trên sông Trà Bồng xảy ra vụ cháy trên tàu WNG97206TS, sau đó lửa cháy lan sang tàu WNG90997TS. Người dân địa phương đã hô hoán cùng nhau tìm cách chữa cháy cũng như điện báo cho lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp với quần chúng nhân dân ở địa phương tham gia chữa cháy, không để dầu máy chảy ra ngoài và cháy lan sang hàng chục tàu cá đang neo đậu xung quanh. Khoảng 2 tiếng sau lửa được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả một tàu bị cháy và chìm phân nửa, tàu còn lại thiệt hại khoảng 30%. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo trong phần thông tin thể thao và thông tin cập nhật Tuyển Anh thắng tối thiểu Australia trong trận giao hữu trước khi gặp Italia tại vòng loại Euro Phóng viên hãng Reuters thiệt mạng ở biên giới Israel-Liban do trúng tên lửa của Israel Thông tin cập nhật về xung đột Hamas-Israel. Hôm nay, Israel tiếp tục không kích các mục tiêu ở Gaza, trong khi phía Hamas phóng tên lửa vào thành phố Sderot phía nam Israel. Hệ thống phòng không vòng sắt của Israel đã ngăn chặn những tên lửa này. Trong khi đó, một nhà báo của hãng tin Reuters đã thiệt mạng ở miền nam Liban do bị trúng tên lửa bắn từ phía Israel. Vụ việc cũng khiến 6 nhà báo khác bị thương. Nhà báo thiệt mạng được xác định danh tính là Alma Anshab Al đang tác nghiệp gần khu vực biên giới Israel, nơi xảy ra giao tranh giữa quân đội Israel và nhóm Hezbollah. Thủ tướng Liban Najib Mikati đã đổ lỗi cho Israel về vụ việc này. Trong khi đó, đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan nói rằng Israel không có ý định làm hại bất kỳ nhà báo hay phóng viên nào, nhưng nhấn mạnh Israel đang trong tình trạng chiến tranh và những điều như vậy có thể xảy ra. Vì tình hình tại giải Gaza, Liên Hiệp Quốc ước tính hàng chục ngàn người Palestine đã rời khỏi khu vực phía Bắc Gaza sau khi phía Israel kêu gọi khoảng 1 triệu người sơ tán xuống khu vực phía Nam trong 24 giờ. Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức nhân đạo cảnh báo việc sơ tán khoảng một nửa dân số của Gaza như vậy là điều bất khả thi, đồng thời kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa để vận chuyển hàng cứu trợ vào giải Gaza. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.